Trong tập 2 của Now We Are Breaking Up, nhóm của Ha Young Eun, Song Hye Kyo đã đi đến những con phố sầm uất của Seoul và nghiên cứu thị trường cho bộ siêu tập quần áo mà họ sẽ thực hiện. Ha Young Eun thể hiện niềm đam mê với thời trang sau khi thu thập thông tin, nhóm bắt tay vào thiết kế quần áo và đưa vào sản xuất. Điều này đã cho người xem cái nhìn sơ lược về cách thức hoạt động của ngành công nghiệp thời trang. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của họ, Ha Young Eun đã bị đồng nghiệp chất vấn về hiệu suất thương hiệu Sono của họ trong tháng đó. Là một thương hiệu địa phương hàng đầu, đây là lần đầu tiên nhóm của họ đứng thứ hai trong danh sách. Nhưng Ha Young đã không để cho sự phán xét của họ thay thế. Cô đứng trước mặt mọi người và trình bày kế hoạch của mình cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập The One. Nhà thiết kế nữ thông báo với họ rằng người có ảnh hưởng nổi tiếng, Hye Jin Geo-jae-yura, sẽ là ngôi sao chính của sự kiện, hy vọng cô ấy có thể tạo ra ảnh hưởng cho bộ sưu tập tiếp theo của họ. Trong khi đó, Yoon Jae-gook, Jang Ki-yong đã đến Seoul và Ha Young Eun là người đầu tiên anh ấy thông báo về việc anh ấy đến. Seok Jo-hun, Kim Jun-hyeon đón anh ấy ở sân bay và vô tình kéo anh ấy đến văn phòng của mình khi Jo-hun có một số việc phải làm. Hoàng Ji-suk cuối cùng cũng gặp được Seok Jo-hun. Thực sự Hoàng Ji-suk, Choi Hee-seo đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Seok Jo-hun thật. Cô cho biết anh ta không phải là người đàn ông cô từng gặp trong sự kiện trước đó. Jo-hun đã gặp khó khăn khi giải thích bản thân với cô ấy. Trong khi đó, người đàn ông mà Ji-suk đã đề cập đến bước vào phòng và Ha Young Eun không mong đợi gặp lại Yoon Jae-gook. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn và tìm hiểu để biết về chuyên môn và cá nhân của nhau. Ha Young Eun cố gắng viện cớ để rời đi. Jae-gook đã cố gắng nói chuyện với cô một lần nữa nhưng không thành công. Min Hye-ok, Cha Hwa Ye-on gặp con trai của mình, Yoon Jae-gook. Sau một thời gian dài và hỏi về cuộc hẹn hò mù quáng của anh ta như thế nào. Kể từ khi đến Seoul, Jae-gook đã không về thăm nhà. Đó là lý do tại sao dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ anh đã yêu cầu anh đến dự đám giỗ lần thứ 10 của anh trai mình. Trong khi đó, Ha Young Eun đi mua sắm để chiêu đãi bố mẹ. Đó là một trong những cách cô cảm ơn họ vì đã ở bên cô qua những thăng trầm của cuộc đời. Hye Jin yêu cầu nhiều hơn từ đội của Ha Young Eun với tư cách là giám đốc điều hành PR. Seok Jo-hun đã quá nhượng bộ trước những yêu cầu của Hye Jin. Sau khi rất nỗ lực, anh quyết định gọi cho Ha Young Eun để giải quyết với Hye Jin và cô ấy có thể sẽ có ý tưởng về cách thỏa hiệp với nữ minh tinh. Yoon Jae-gook, người cũng có mặt trong văn phòng, đã nhìn thấy và nghe thấy những gì Ha Young Eun và nhóm của cô ấy đã trải qua trong khi làm hài lòng Hye Jin để đến dự lễ kỷ niệm. Với tất cả sự chân thành của mình, nữ thiết kế làm những gì phù hợp với đội của mình. Họ quyết định tìm kiếm một người nổi tiếng mới để mặc kiệt tác của mình, nhưng sau vô số cuộc điện thoại, họ không có được. Bất ngờ thay, Ha Young Eun nhìn thấy một tạp chí có Shin Yoo-jung, Yoon Jung-hee ở trên trang bìa và nói với nhóm của cô ấy hãy lấy cô ấy thay thế. Ha Young Eun hôn Yoon Jae-gook vì anh ấy rảnh cả ngày nên Ha Young Eun đã bắt Yoon Jae-gook giúp cô ấy. Khi đang trên đường đi ra ngoài, nam nhiếp ảnh gia đã hỏi nữ thiết kế một lần nữa rằng liệu cô ấy có điều gì muốn nói với anh ấy trước khi anh ấy lên đường tới Paris hay không. Ha Young Eun khiến anh bất ngờ bằng một nụ hôn. Yoon Jae-gook định hôn lại nhưng Ha Young Eun đã ngăn anh lại. Jae-gook choáng váng và bối rối về những gì cô ấy đã làm. Jae-gook muốn giúp đỡ nhà thiết kế theo cách mà anh ấy có thể. Anh ấy đã nhờ Shin Yoo-jung giúp đỡ để chấp nhận lời đề nghị từ công ty của Ha Young Eun. Trong lễ kỷ niệm 30 năm của The One, mọi người đều vô cùng kinh ngạc sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Shin Yoo-jung. Những người nghi ngờ Ha Young Eun không thể nói gì cho một công việc được hoàn thành tốt. Sau sự kiện, Shin Yoo-jung đã nói cho Yoon Jae-gook biết danh tính thực sự của Ha Young Eun.
nam nhiếp ảnh gia đã hủy chuyến bay đến Paris và quyết định ở lại Seoul để xác nhận điều gì đó về quá khứ của Ha Young-eun. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!